Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token Signin để tham gia kèo airdrop này. Mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ chat report Telegram nhé. Ok, sau khi vào đây bấm start cho mình. Rồi sau đấy nhập mã cấp ra 8THDXX. Ok, sau đây bấm continue. Rồi, ở đây mọi người join vào các kênh group Telegram này. Bấm theo dõi này. Rồi. Ok, quay trở lại. Tiếp tục follow Twitter, like và retweet là kênh Twitter. Bấm theo dõi cho mình. Rồi kéo xuống dưới này, mọi người like và retweet là kênh Twitter. Bấm thích này, retweet. Ok, quay trở lại. Tiếp tục follow kênh Instagram của mọi người. Bấm theo dõi cho mình. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh Telegram channel. Đã join, quay trở lại. Follow và like và retweet là kênh liên kết. Ở đây mọi người kéo xuống kênh liên kết này. Ở đây mọi người bấm thích này, sau đó retweet lại kênh liên kết cho mình. Rồi quay trở lại. Tiếp tục, ở đây nó subscribe kênh YouTube cho mình nhé. Những ai chưa đăng ký kênh YouTube thì mọi người sẽ bấm lên, bấm vào đây, mọi người đăng ký kênh YouTube cho mình nhé. Tiếp theo bấm submit my data. Rồi ở đây bấm download cho mình. Rồi. Tiếp tục copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp đến ở đây mọi người copy profile link kênh Instagram của mọi người. Mọi người làm theo mình nhé. Đây mọi người điền viết như thế này. Rồi. Sau đấy gạch chéo. Ở đây mọi người sẽ gắn username tài khoản Telegram Instagram của mọi người nhé. Đây là username tài khoản Instagram của mình, còn mọi người sẽ gắn username tài khoản Instagram của mọi người vào đây. Rồi sau đây bấm gửi cho mình. Ok. Tiếp đến nó hỏi là mọi người join vào kênh liên kết chưa? Mọi người join rồi thì mọi người sẽ bấm download. Rồi, ở đây mọi người cũng join rồi thì mọi người sẽ bấm download. Bấm Z cho mình. Ok. Bạn đã subscribe kênh YouTube chưa thì mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube này. Ở đây mọi người bấm đăng ký này, sau đây bấm vào video này. Mọi người bấm vào cái video này, mọi người chia sẻ lên kênh Twitter cho mình. Đây bấm vào thích này. Sau đây bấm vào chữ chia sẻ. Ở đây mọi người sẽ chia sẻ lên tweet này. Rồi ở đây bấm đăng tweet cho mình. Ok, tiếp tục quay trở lại. Mọi người sẽ vào avatar của mọi người, kênh của bạn này. Sau đây bấm vào kênh của bạn này. Bấm vào phần 3 gạch này. Mọi người bấm vào chữ chia sẻ. Sau đây bấm vào chữ sao chép. Rồi, quay trở lại Telegram, mọi người sẽ gửi profile link hoặc username tài khoản YouTube của mọi người vào đây. Rồi, ok. Ở cái bước địa chỉ ví thì mọi người sẽ vào ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask cho mình. Sau đấy mọi người copy địa chỉ ví, một là ví ETH, hai là địa chỉ ví BSC nhé. Ở đây nó có một trong hai đây. Một là địa chỉ ví ETH này, hai là địa chỉ ví BSC. Đây nhá, địa chỉ ví BSC đây. Đấy, bấm vào sao chép cho mình. Sau đấy trở lại quay trở lại Telegram, mọi người sẽ gửi vào đây. Ok. Rồi. Ok, sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm NT token này. Bấm static để mọi người check số dư. Dự án này sẽ có là bao nhiêu đây? 2.000 người may mắn sẽ nhận được 40 token Signin này nhé. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án airdrop nhận token Signin. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.